Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em lại cập nhật cái chậu lan này. Em thấy bộ lá của nó rất là cứng và rất là đẹp. Thì cách đây 5 ngày em có làm cái video, em chia sẻ với mọi người cách chăm sóc. Thì hôm nay lại tới ngày tưới phân, ngày cuối tuần thì em tranh thủ chăm sóc những cái chậu lan nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là một cái chậu lan lớn, thì em đã làm trẻ hóa nó, tức là em đã cắt cái phần này đi, em trồng ra một chậu khác. Và cái phần còn lại thì nó đã lên mầm. Theo quy luật tự nhiên, nếu cô chú anh chị và các bạn cắt đi, nhưng mà lúc mình cắt mình phải để cho khô hẳn hoàn toàn, cắt nước hoàn toàn một tuần nha. Sau đó mình có thể bôi keo liền sẹo, hoặc em thì em bôi cái này là cái sáp, cái nến sáp á mọi người. Nó sẽ chống nước và nó sẽ chống thối nhũn, thì cây lan của mình nó tự nhiên nó sẽ ra cây con, thì nó ra hai cây con. Sau khi em chăm sóc em thấy bộ lá của nó rất là cứng và rất là bóng, đẹp lắm cô chú anh chị. Thì từ lúc thực hiện đến bây giờ là phải gần 5 tháng này nha mọi người, nó mới được như thế này nha. Thì cây con này nó đã ra này. Bên đây nó đã được tới 1 2 3 4 lá. Cây bên kia cũng, cây bên đây thì 3 lá. Rất là xinh luôn, một cặp song sinh. Rất là đẹp. Hôm nay em tưới phân cho nó. Em làm video em chia sẻ với cô chú anh chị. Thì đây là vẫn là cái thân mẹ của nó thôi. Mẹ của nó thì bộ rễ của nó vẫn đang còn rất là đẹp. Nó đang còn rất là xanh cho nên nó vẫn nuôi được con, cô chú anh chị. Đây. Để chăm sóc một cây lan con phát triển thì em đã chia sẻ rồi. Rất đơn giản thôi. Em dùng bộ đôi kết hợp. Em không có quảng cáo phân bón nha cô chú anh chị. Em cũng là người chơi lan giống cô chú anh chị thôi. Nếu em chia sẻ video của em chỉ mang tính tham khảo. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video hữu ích, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh nha. Hôm nay em lại tiếp tục này, em mới tưới tráng hết cái này rồi. Hồi nãy em chế vô cái bình và em mỗi loại thì em pha, thì nếu mà 3 ngày thì mình pha nửa mi, còn 5 ngày mình có thể pha 1 mi cho 1 lít nước nha. Mỗi loại 1 mi 5 ngày tưới một lần. Em mới pha vừa lược vừa đủ 1 lít ấy. Mọi người thấy nó hơi đen đen không? Phân này nó hơi đen đen nha. Mình sẽ tưới đẫm cho nó này. Nó có cái bộ rễ của mẹ nó cho nên nó vẫn nuôi được. Mình vẫn tưới đẫm bộ rễ của mẹ nó luôn. Rêu này là rêu hoàn toàn tự nhiên đây ạ. Còn phân chút xíu nữa em sẽ tưới cho chậu khác. Thì cứ 5 ngày mình tưới một lần, tưới xong cái lá nó hơi đen đen xí đấy cô chú anh chị. Mình phải xả lại nha, tưới phân này mình để có bộ lá đẹp mình phải xả lại. Đây ạ. Nó tạo rong rêu. Nếu mà nhà cô chú anh chị có cái chậu lan như thế này thì mình cũng có thể làm nó trẻ hóa cái chậu lan ra, và cây lan con á nó ra một cặp sẽ rất là đẹp. Đấy. Nhanh lớn lắm mọi người. Video trước mọi người thấy nó chưa có cái lá trong này ha, nó mới hơi nhú nhú à, mà video này nó đã nhú lên vậy rồi. Rất là xinh luôn ạ. À. Đây ạ. À. Đây gọi là cặp song sinh. Rất là đẹp. Thì để chăm sóc như thế này thì mình cứ chăm sóc như vậy thôi, phân cá Biofix kết hợp với lại xê sầu. Như vậy thì cây lan của mình nó sẽ lớn nhanh và phát triển tốt. Ngoài ra cô chú anh chị và các bạn có thể bổ sung cho nó là nếu mà mình nhà mình có đó, xúc bơ, magie hoặc là cang mang gì đó. Cang mang là vừa có canxi vừa có magie ha. Thì mình chăm sóc cho nó thì cây lan của mình nó sẽ cứng cáp hơn và bộ lá nó phát triển rất là nhanh. Như thế này nó to ra rất là nhanh mọi người, nếu mình chăm sóc đúng nó to ra rất là nhanh. Cứ thường xuyên, em thường xuyên cập nhật cái chậu lan này để cô chú anh chị và các bạn có thể xem cây lan nó phát triển như thế nào nha. Nếu video của em hữu ích hãy đăng ký kênh và đồng hành cùng em nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.